đi ăn sạch đặc sản Việt Nam phần 2. Ốc gác bếp gần 300.000 cả ship. Mặt nghe ra hồ đồn mấy em ốc bị treo trên bếp bắt gửi khói và bỏ đói 5 đến 6 tháng, thế mà vẫn sống nhăn răng. Ảo ba không nha, kẻ bàng phết đấy. 1 kg cỡ 40 con, tuy nhiên không đều lắm, còn to còn nhỏ. Vỏ ngoài khá sạch, chắc không phải rửa nước, nhưng bù lại phải tắm sữa và trứng 1 tiếng, thế là đi tầm 50 nữa. Hấp xả 8 đến 10 phút là chuẩn bài. Hấp lâu quá sợ nó teo lại. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Úi dồi ôi, bỏ nói 4-5 tháng mà nhìn nó vẫn múp dã man chứ các bạn ơi. Chấm đẫm nước mắm này. Nó giòn, nó ngọt, không khác gì ốc tươi các bạn ạ. Ngọt xỉu luôn. Đã. Làm phát xiên ba. Ôi trời ơi. Ôi, ngọt tuyệt vời. Ốc giòn tan ngọt xỉu. Úp cho ít nước mắm. Được rồi, để tôi ngồi khêu ăn một ký cũng hết. Nhưng làm thế thì mất dạy quá. Vợ tôi đứng xèo rái từ lấy đến giờ. Ủa? Nào. Giòn ngọt, có thêm vị béo vào giữa. 9 nhân 10.